cụm công trình trung tâm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây là một công trình đạt tiêu chuẩn xây dựng tiên tiến của khu vực và quốc tế, có giá trị sử dụng hàng trăm năm sau. Một công trình y tế có kiến trúc đẹp, hài hòa với cảnh quan xung quanh từ mọi tầm nhìn, bền vững, hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy mô của một bệnh viện hạng đặc biệt trong công tác khám chữa bệnh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Với tổng diện tích sàn hơn 150.000 m², 46 khoa, 3 trung tâm, các khu kỹ thuật chức năng, hội trường, nhà ăn, khu dịch vụ, cụm công trình trung tâm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phục vụ trung bình mỗi ngày khoảng 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú, 2.000 lượt người đến khám, hàng nghìn người nhà bệnh nhân và cán bộ nhân viên của bệnh viện. Nơi đây cũng là địa chỉ tiến hành nhiều ca phẫu thuật phức tạp như ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 2 năm 2018, ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống vào tháng 1 năm 2020. Thành tích này góp phần quan trọng đưa nền y học và tự hào Việt Nam vươn tầm thế giới. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thiết kế hiện đại, có nhiều giá trị vàng. Đây là một công trình hiện đại, đồng bộ, được ví như một con tàu xanh đang vươn mình ra biển lớn. Và cũng ví như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang vươn tầm ra khu vực và thế giới. Một công trình y tế hiện đại, đồng bộ cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao, hùng hậu, dồi dào, cho phép Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sớm phấn đấu trở thành một bệnh viện đạt đặc cấp quốc tế. Còn đây là công trình Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, một trong số ít các công trình dự án ở Việt Nam được đầu tư đạt tiêu chuẩn công trình xanh Lotus, thân thiện với môi trường, phát triển bền vững, một môi trường làm việc lý tưởng, khẳng định vị thế uy tín của doanh nghiệp quân đội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Toàn nơi làm việc dưới ánh sáng tự nhiên, không cần phải ánh sáng điện, trong một không gian làm việc rất cởi mở và thân thiện, là mọi người có thể đi lại trong tòa nhà hoàn toàn bằng cầu thang bộ một cách rất thư giãn và thoải mái mà vẫn không ảnh hưởng đến môi trường làm việc của mọi người xung quanh. Khi làm việc trong một môi trường mà có không gian xanh như thế này thì mình cảm thấy tạo hứng khởi trong công việc, mình có thêm những cái điều kiện để mình có thể thỏa sức sáng tạo, cũng như là khi mà làm việc thì mình không cảm thấy là mình đang ngồi trong một văn phòng gò bó mà mình cảm thấy như là mình đang ở trong một không gian rất là thoải mái, như mình đang nghỉ ngơi vậy. Hơn nữa thì không gian xanh thì cũng đem lại những cái nguồn oxy tự nhiên, vì vậy mà mình cũng cảm thấy thoải mái hơn và sức khỏe của mình sau những giờ làm việc thì được cải thiện hơn rất là nhiều. Trong những năm vừa qua, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần đã thực hiện tốt cái chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng về quản lý nhà nước, về công tác quy hoạch xây dựng doanh trại và thực hiện thiết kế mẫu các cái loại hình doanh trại. Tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành các chỉ thị hướng dẫn về công tác quy hoạch xây dựng doanh trại của các đơn vị trong toàn quân đúng theo quy trình, quy định của nhà nước. Nghiên cứu và triển khai thực hiện các cái thiết kế mẫu công trình doanh trại phù hợp với từng vùng miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và chính quy.